Một trong những loại sao gia vị rất quen thuộc, dễ trồng, nhiều loại và mỗi loại có hương vị riêng, hợp với những món ăn nhất định. Không những vậy, đây còn là loại rau có vị thuốc được Bộ Y tế xếp vào danh mục 70 cây thuốc nam thiết yếu. Tần dày lá còn có tên gọi là húng chanh, rau thơm lùng, rau thơm long, rau tần, dương tử tô, là loại cây thảo cao khoảng 30-50cm, lá mọc đối, mọng nước, mép kía răng, giò trong tay thấy tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, thoảng mát như mùi chanh. Theo những nghiên cứu gần đây, tinh dầu trong tần dày lá có tính chất kháng sinh, và theo đông y thì tần dày lá có vị cay, chua, the, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, trừ phong, sát khuẩn. Là một trong những vị thuốc nam thông dụng chữa được nhiều bệnh thông thường, đặc biệt là trị ho và cảm cúm. Tần dày lá rất là thơm. Tần dày lá này thì nó có công dụng gì thưa Lương Y? Công dụng do tần dày lá này, nó công dụng là nó làm cho phát tán phong hàn, tiêu đàm, tiêu viêm, ho, bị cảm lâu ngày, ho viêm họng á, và nó bị làm cho nó ra mồ hôi giải cảm. Thông thường thì khi mà ở mỗi gia đình thì khi mà có nấu ăn thì cái gia vị từ cái tần dày lá này thì là bỏ trong món canh chua. Như vậy là một trong là như là một cái gia vị của món ăn, làm cho cái thức ăn nó ngon hơn. Còn trong dân gian như Lương Y nói thì tần dày lá này nó còn có những cái công dụng để điều trị bệnh, thì đó là những cái bệnh gì thưa Lương Y? Mình bị cảm ho xong cho nó ra mồ hôi cho nó hết cảm. Mấy người bị con bồ cạp rồi đó, cắn hoặc là ống đốt á, đâm bỏ chút muối vô, cái đâm sức nó vô nó mau hết. Đó ba bài thuốc của dân gian. Trong hôm nay thì Lương Y sẽ giới thiệu cho quý khán giả cái bài thuốc gì về cái rau tần này. Rau tần này mình sẽ điều trị cái bệnh gì ạ? Thưa vị, thì dịp này thì tôi cũng giới thiệu là tôi dùng cái rau tần dày lá này để trị ho, viêm họng. Để cho bà con uống cho trong khi bị cảm lâu ngày, quá sinh ra ho, viêm họng. Thì lấy 30 gram rau tần dày lá, đâm dắt lấy nước, 20 gram đường phèn. Thì mình chưng cách thủy, thì mình uống một mỗi ngày, một lần hoặc hai lần, thì nó rất là mau hết, dân gian. Bài thuốc này có dùng người lớn uống được và trẻ em uống được. Cho nên những người trẻ em thường đồng quê thường hay có uống này, rất là hay. Bài thuốc thứ hai là người xong cho nó ra mồ hôi. Khi mà bị cảm thời tiết đó, người ta bị cảm cúm đó, nó không có ra mồ hôi, thì lấy cái nước chúng đang đun sôi á, khi mà chế rau tần dày lá này vô, thì khi mình đậy nắp lại, mình xông nó từng 10-15 phút nó ra mồ hôi. Mà hễ khi xong rồi thì mình lau khô cái mồ hôi mới mặc áo. Nhưng mà đặc biệt nhất á, thì nó kiêng kỵ là trẻ em không được xông. Người lớn xong cho nó ra mồ hôi được, mà trẻ em không nên được xong. Và thứ ba thì khi rau tần dày lá này mà bị ong mà đốt á, hoặc là con rít bồ cạp cắn, thấy rau tần dày lá một nắm rồi ta đâm rồi dắt miếng cùng chung với miếng muối á, dắt miếng muối vô cái ta thấm, ta đắp vô cái chỗ mà bị cắn kho vô thì nó là mau hết. Đó là trong dân gian thường dùng. Bên cạnh đó thì nhất là người dân thì dùng cái vừa trồng rau cái tần dày lá này vừa làm gia vị trong thức ăn, vừa làm để thuốc trị bệnh. Cho nên trong những người dân đồng quê thường hay có cái nồi canh chua, canh chua này thì họ để rau tần dày lá vừa uống để giải cảm, vừa ăn để giải cảm, mà là vừa để trị bệnh cho nó. Lại bên cạnh đó nó có chua, nó có chất vitamin đó, làm cho đề kháng sức khỏe nó mau hết. Thưa Lương Y, thì đối với tần dày lá này thì khi mà làm vị thuốc thì chúng ta có kết hợp với những cái vị thuốc khác hay không, hay là chỉ sử dụng một cái rau tần dày lá này là chỉ dùng độc vị, chứ nó không có kết hợp với mấy cái vị thuốc khác.
Và bây giờ thì mình xin mời Lương Y hướng dẫn cho mọi người một cái bài thuốc để cho quý khán giả có thể tìm hiểu thêm về cái vị thuốc từ Cao Tần. Vậy thì tôi sẽ dùng cái bài thuốc trị bị cảm lâu ngày ho viêm họng. Khi mà chúng ta sử dụng thì cần chú ý điều gì ạ? Sử dụng một thời gian dài được hay không, hay là cái liều lượng như thế nào? Khi mà sử dụng về cái cao tầng dịch lá này thì nó là bởi vì nó có cái chất tinh dầu nhiều nhất, là nó có tinh dầu cavarol, cho nên có tinh dầu khi dùng nó thì ta chỉ dùng tươi hoặc là cất tinh dầu không không. Thì mà uống trong thời gian chỉ có là từ 5 cho tới 7 ngày khi chúng ta hết ho chúng ta ngừng uống. Nếu uống nhiều quá thì thành ra con người cơ thể nó sẽ nóng. Dạ, uống hết, cảm thấy nó hết ho chúng ta ngừng uống liền, chứ không có uống lâu dài được. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ.
Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.